Vợ em là em gái của anh vào thì em cũng không có để ý. Tại lúc đó vợ em đang cho hai đứa con của anh ăn đó, thì em nghĩ là người làm ấn tượng của em á hả? Sao người đâu vui hiếm vậy? Mới vừa gặp cười hô hô hô. Tại vì cậu mới gặp em lần đầu thôi, nhưng mà mấy ông anh thì gặp em hàng ngày cơ mà. Thì em thấy mấy ông anh em đó thì vui mừng, thì sắp chở nhậu nữa. Em cũng tới lui mà vụ chiêu trò là em giữ giùm anh máy điện thoại, em giữ giùm anh cái máy chụp hình, nó cứ giữ giùm không à, thì có cớ đi qua đi lại. Chắc một điều là tại vì ổng lụm hoa hoài cho nên dạ, mình dạ. Đó, có lần nào đánh ghen? Dạ có, đi bắt ghen hoài. Em viết những dòng này khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến ngày, đến giờ sinh nhật của anh. Bước vào tuổi băm rồi đấy nhé, có gia đình rồi đấy nhé, làm ba rồi đấy nhé. Em thích nhất những lúc anh cười, những nụ cười vô tư và thật lòng đó anh ạ. À, em thích nhất những lúc anh trêu chọc như trẻ con, những lúc ấy em thấy anh thật đáng yêu. À, em không thích những lúc anh lầm lì lì suy nghĩ, vì những suy nghĩ rối ren của anh luôn làm em khổ sở nhìn theo. Em thích nữa là khi mình nắm tay nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Thích những lúc anh lãng mạn muốn đi qua con đường xưa, quán cà phê xưa của hai vợ chồng mình, hạnh phúc với em nhiều lắm, bình dị lắm, đơn giản lắm. Anh à, con đường phía trước còn dài và nhiều lắm. Những lúc khó khăn em chỉ mong anh thật luôn qua lạc quan, đơn giản, suy nghĩ và gom góp đong đầy hạnh phúc. Sinh nhật anh, em và hai con gửi tới anh ngàn nụ hôn. Với em và hai con thì anh vẫn là món quà lớn nhất và đầy ý nghĩa. Một lần nữa, chúc ba iPhone và iPad sinh nhật vui vẻ. Ba làm gì mẹ con em cũng ủng hộ, cố lên. Trương Kim Bảo. Tên Hoàng, năm nay là em 30 tuổi, em kinh doanh tự do anh. À, con em? Dạ, em tên Kim Bảo, năm nay 26 tuổi, hiện kinh doanh thời trang. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? À, cũng tình cờ thôi anh. Em vô tình thì được ông anh ổng mời đi vô Đồng Sen chơi. Lúc đó là vợ em là em gái của anh vào thì em cũng không có để ý. Tại lúc đó vợ em đang cho hai đứa con của anh ăn đó, thì em nghĩ là người làm chứ không có nghĩ. Nói nghĩa là ấn tượng đầu tiên của bạn nhìn là tưởng là người làm đúng không? Dạ đúng anh, nhìn đen mà xấu chứ không phải như bây giờ. Trong gia đình. Còn em Hoàng? Ấn tượng của em á hả? Sao người đâu vô hiếm vậy? Mới vừa gặp cười hô hô hô. Tại vì cô mới gặp em lần đầu thôi, nhưng mà mấy ông anh thì gặp em hàng ngày cơ mà. Thì em thấy mấy ông anh em đó thì vui mừng, thì sắp chở nhậu nữa. Đấy vậy em còn lấy tay giật áo xoa bụng để em không thích à? Ủa giật áo xoa bụng em? Dạ xoa bụng ảnh. Bụng mình xoa rồi. Ấn tượng xấu hả anh ơi? Với lại mẫu người của em là anh đang trường á. Cả đang trường à, mà sao mà anh này là đang gì em không biết nữa. Mất hí bụng bự. Không phải Hoàng mất của em. Thì cái này không phải đang trường mà là đang xoa. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới có ấn tượng tốt về nhau xíu? Khoảng vài tháng thì bọn em mới liên lạc thường xuyên, nhắn tin chơi chơi thôi chứ cũng không có phải là mẫu người của em. Thì anh nhắn tin cho em nói là cô giáo ơi, cô giáo à, tại lúc đó là em đang học sư phạm mầm non. À, nhắn tin em nói ủa ai vậy ta, nói là gặp nhau trong công viên nước vậy á. Em cũng chẳng nhớ nữa. Cái một hồi nói một hồi em mới nhớ à thì là anh này, nhưng mà ấn tượng với em quá xấu thôi. Em cũng không để ý, em cũng chẳng thèm có khi trả lời lại có khi không. Và bà chị em thì có ý định làm cho hai người muốn quen nhau, rồi anh cũng tới lui mà dụ chiêu trò là em giữ giùm anh máy điện thoại, em giữ giùm anh cái máy chụp hình, nó cứ giữ giùm không à, thì có cớ đi qua đi lại. Nói chung là mình muốn gửi cái gì đó mình phải đưa đồ cho người ta để mình còn có cớ đến mình lấy đúng không lấy anh? Đúng không? Vâng, chứ là còn nếu mà không có đưa cái gì hết đâu có cơ hội đâu mà đến lấy. Không phải đưa cuối cùng là lấy luôn cái người giữ. Dạ đúng rồi, nếu mà đừng lấy luôn cả người giữ luôn. Hai em quen nhau bao lâu? Từ khi quen nhau cho đến cưới nhau là 3 năm. Ba năm. Vâng. Rồi bây giờ lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 3 năm rồi. Vậy cũng 6 năm biết nhau đúng không? Dạ cũng gần. Em đã có em bé chưa? Dạ có rồi chị. Em bật mí với chị Hồng Vân rằng là đầu tiên em quen vợ em nó xấu, mà giờ vợ em hai con rồi mà vẫn còn đẹp hơn lúc thời con gái. Ý là em nói là nhờ có em đó. Cũng chưa hẳn, thời buổi chăm sóc sức khỏe bây giờ nó hiện đại cho nên là nó cũng có nhiều cái. Hay là vợ em phải làm sao để cho mình đẹp để mà giữ được em? Cái này chắc phải bảo. Lý do nào? Dạ không có lý do gì hết chị ơi. Tại vì anh nó cũng đào số đào hoa đó em cũng chẳng giữ đâu chị. Có nghĩa là dạ, đào hoa nào rớt ngoài đường thì lượm thôi chứ cần đâu cần phải đào. Người ta đào nó khác, còn này là hoa nó rụng xuống mình lượm thôi chị. Dạ em lượm hoa thôi chứ em đâu cần phải đào hoa đâu. Dạ số lượm hoa. Dạ lượm hoa. Trời ơi lượm hoa. Lượm hoa còn xài hoa luôn không? Bông nào mà rớt xuống mình lượm đẹp để lên anh. À bây giờ hỏi được hỏi lại vấn đề. Dạ từ lúc lấy nhau về vợ em có ghen không? Phụ nữ nào không ghen anh? À chắc mà ghen ghê không? Trời ơi. Dạ không ạ. À. Dạ ghen thì nó cũng không phải là ghê lắm. Vợ em ghen đàng hoàng, không phải là ghen ghê. Ghen học thức anh. Vậy chắc chắn một điều là tại vì ổng lụm hoa hoài cho nên mình dạ, phải ghen thôi chứ. Dạ. Đó, có lần nào đánh ghen
Dạ có, đi bắt ken hoài bắt việc. Dạ, sau lần á ảnh quen với diễn viên xong rồi hôm đó em vô tình đọc được cái tin nhắn của ảnh là hẹn chủ nhật đi uống cà phê. Cái xong rồi em cũng im lặng, em không nói gì hết. Em lưu lại số đây nói chuyện riêng với bé đó. Nhưng mà em nói em là ở nước ngoài về muốn kiếm công việc từ thiện. Thì bé đó cũng nói em cũng hay đi làm từ thiện. Đó, em cũng đã nói chuyện qua sơ mấy bữa rồi. Cái hôm đó em biết đúng 12 giờ là anh sẽ đi uống cà phê với bé đó. Em gọi là anh ơi hôm nay anh ăn cơm chưa? Anh làm gì? Thôi em ăn cơm rồi em ngủ đây. Có nghĩa là em không về nhà. Cho ảnh đi. Cúp máy xong thì em đã kêu người theo dõi ảnh rồi. Theo dõi mà bị mất dấu, anh chạy nhanh quá. Tại vì em đã cho tiền ông Sơn đó rồi. Ông Sơn đó là đương hai đầu. Nhưng mà tại vì vợ em không nói cho nên là mất tiền cho Sơn đó. Nhưng mà ông Sơn mới rỉ tay em cho tiền lại lần nữa. Cái em mới gọi cho bé đó luôn. Hỏi là em đang đâu? Tính của em đi uống nước. Dạ em đi uống nước với bạn rồi. Ủa em uống nước đâu cho chị đi chung với. Nói dạ em uống nước ở đâu anh? Cắt đẳng phải không chị? Sao nữa? Em thì cũng bình thường đó anh. Thì hai người uống cà phê bình thường thôi. Đang uống cà phê cái cô này lon ton đi vô. Em cũng hơi giật mình chút. Nói ủa sao mà thấy nghe đi làm ở quận 1 mà tự nhiên đâu ở dưới Gò Vấp vậy? Anh tỉnh lắm. Thấy là thôi lỡ rồi kêu em. Đóng luôn em. Ủa đi đâu vậy em? Nói đi vòng vòng thấy xe. Em nói sao? Dạ không, lúc đó em lên vừa lên em định treo nón bảo hiểm ngay xe thôi. Em suy nghĩ sao? Thôi ức quá, lên luôn. Vừa lên cái ảnh kêu là tỉnh bơ. Em nói, ủa anh đi đâu vậy? Ủa em đi đâu vậy? Dạ em đi công chuyện. Nói, ủa ngồi chơi, bác kia là, chào chị. Dạ, chào em. Rồi em đi xin phép về trước rồi, tí sau hoặc là đi bắt kem mà nhát, không dám ngồi với đối thủ. Trời nhát. Nãy giờ chịu, không lẽ giờ chịu buông vậy sao? Không, em tính làm cho chồng em nở mày nở mặn tí. Em không có giới thiệu em là vợ để cho ảnh coi sao, bước tiếp theo của ảnh sao. Rồi xong rồi sao nữa? Về nhà khóc chị. Nhưng mà nói chung là bữa đó về thì vợ khóc. Rồi em lý giải làm sao cái chuyện đó? Thì đâu có gì đâu lý giải chị, thì uống cà phê bình thường với bạn vậy thôi. Chứ đâu có gì đâu mà. Em với cô đó là có chị, chắc có. Nhắn tin qua lại. Nhắn tin thôi chị ơi. Quan hệ là bạn bè thôi chứ không có gọi là phức tạp. Rồi bây giờ thôi dừng chuyện đó. Dạ. Rồi có cái trận đánh ghen nào mà nó dữ dội hơn nữa không? Dạ không, em toàn là mềm dẻo không à. Ghen lịch sự hả? Dạ ghen lịch sự không à chị. Thì cái hôm đó đó em vô tình em đăng hình gia đình em lên Zalo. Cái hôm bé kia nhảy vô. Ủa chồng chị đó hả? Đúng rồi, chồng chị đó cưng sao vậy? Ủa vậy hả chị? Em cũng quen anh này. Anh này, ủa anh này là sao? Dạ bạn trai em. Bạn trai mới quen à? Dạ, ủa chứ anh nói em sao? Dạ anh nói với em á là anh chưa có gia đình. Thôi rồi xong rồi hai chị em lập ra kế hoạch bắt ảnh. Hẹn ra quán cà phê. Có anh nhưng mà không, hầu như là các kế hoạch của các cô này là bình thường đối với em. Ở dưới cơ. Dạ đúng rồi, dưới cơ làm sao mà bắt được. Nói chung là có bắt được thì cũng không có làm gì được. Phải chi mà mình nó có ý định đen tối á, thì phải làm là phải làm những cái chỗ đen tối. Còn em là quang minh chính đại, em ngồi giữa quán cà phê to đùng vật vã. Có đâu chị. Thì làm sao mà bị gì đúng không anh? Có bắt được cũng không sao. Cô nói là bạn trai em mà. Thì bạn khác giới cũng là bạn trai rồi chị. Dạ xong rồi hôm đó cái hẹn ra quán cà phê mà xịt đồ thơm thơm phức rồi chị, mặc đồ đẹp. Em hỏi anh đi đâu vậy? Nói anh đi lên quán làm. Lên quán làm hả? Thôi hôm nay ở nhà đi uống cà phê với chị Ngọc. Thôi em đi mình đi. Anh lên quán rồi thế là ảnh đi. Cái cô kia nói chị ơi lên gấp. Ảnh lên rồi. Cái xong rồi em ẩm con lên cái vừa vô. Ủa em, ủa con đâu vậy? Qua đây ba bồn coi. Giới thiệu em đây là vợ anh. Cái bé kia bự ngỡ. Trời ơi lực kèo anh. Vậy là quang minh quá rồi đúng không anh? Sư phụ. Dạ em đâu có phủ nhận đâu anh. Trời ơi, ông tỉnh hơn tôi nữa ông nội. Em làm đúng như vậy á. Dạ. Tôi phải trong trường hợp đó, hồi trước nước không có bình tĩnh được vậy đâu á. Dạ. Điểm hay quá. Để em về em gửi cuốn nó cho anh. Trời ơi. Chị hỏi nè, cuộc đời em từ lúc mà lấy chồng là dạ, có từ lúc em lấy cho đến lúc giờ thì cũng sao nhiều quá em đếm bao nhiêu lần rồi? Dạ nhiều quá em đếm hết ạ. Nhưng mà toàn là lần nào em cũng bị dưới kèo hết trơn. Dạ đúng rồi. Nói chung là mới cưới thì nó có nhiều cái nó chưa hòa hợp được, nó hơi khó. Còn bây giờ nhiều khi có con có cái vô rồi nó cũng không còn thời gian đâu mà để nghĩ đến mấy cái chuyện như vậy nữa. Ngoài cái tật mà hay lụm hoa rơi vãi xíu thì chồng em còn tật xấu gì nữa không? Dạ cọc tính, khó chịu. Có nhiều đó hả chị? Có bản tâm, tính hả? Có chị, bản tính vô tâm nữa chị. Ví dụ một cái vô tâm điển dạ, hình. Chuyện cũng gần đây là sinh nhật của ảnh. Em mới đi mua bánh kem giấu tủ lạnh. Mua quà tặng ảnh em gói sẵn đầy đủ. Em chờ cho đến được 12 giờ. Cái em mới nói nhắn tin là anh ơi ra đây em nói nghe này. Cái đi ra. Em làm gì vậy? Cái nói dạ tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh nói anh nhìn em xong rồi anh thật.
Cái đó không phải vô tâm. Em thì em cũng có nói trước với vợ em rồi là thôi thì không, đâu phải là mới quen đâu hay là mới yêu đâu mà cầu kỳ làm gì. Tính đấy. Em thì lãng mạn thì... rồi xong rồi em lấy cái hộp quà, em mới nói là anh ơi em tặng lên này, thôi em mua sữa mua tải cho con đi, cái mình cũng quê cái nó vậy thôi. Em giữ giùm anh. Giữ giùm đến 2 tuần lễ mới gửi quà. Hôm đó Tiễn đang ngồi trong phòng, anh mở cửa ra, em ơi anh mở quà rồi. Thế nên thôi thì mình cũng mừng là chắc mình cũng có viết một cái lá thư cho ảnh gửi trong đó. Mở quà xong hỏi ủa anh đọc thư chưa, ủa thư gì. Mà đến giờ vẫn chưa đọc nữa. Ủa chưa đọc luôn hả? Chưa đọc luôn. Dạ nói chung là không nghĩ rằng là vợ em viết thư. Thế hôm nay em cầm thêm bức thư không? Dạ có đây ạ. Thế mọi người có biết bức thư này viết gì không? Anh đọc đi. À vâng, nãy em đọc tâm thư của vợ em gửi cho em. Happy birthday ông xã. Em viết những dòng này khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến ngày đến giờ sinh nhật của anh. Bước vào tuổi băm rồi, đấy nhé. Có gia đình rồi đấy nhé, làm ba rồi đấy nhé. Em thích nhất những lúc anh cười, những nụ cười vô tư và thật lòng đó anh ạ. Em thích nhất những lúc anh trêu chọc như trẻ con, những lúc ấy em thấy anh thật đáng yêu. Em không thích những lúc anh lầm lì lì suy nghĩ, vì những suy nghĩ rối ren của anh luôn làm em khổ sở nhìn theo. Em thích nữa là khi mình nắm tay nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Thích những lúc anh lãng mạn muốn đi qua con đường xưa, quán cà phê xưa của hai vợ chồng mình, hạnh phúc với em nhiều lắm, bình dị lắm, đơn giản lắm. Anh à, con đường phía trước còn dài và nhiều lắm. Những lúc khó khăn em chỉ mong anh thật luôn qua lạc quan, đơn giản, suy nghĩ và gom góp đông đầy hạnh phúc. Sinh nhật anh, em và hai con gửi tới anh ngàn nụ hôn. Với em và hai con thì anh vẫn là món quà lớn nhất và đầy ý nghĩa. Một lần nữa chúc ba iPhone và iPad sinh nhật vui vẻ. Ba làm gì mẹ con em cũng ủng hộ, cố lên. Trương Kim Bảo. Thực sự là em đọc lá thư của vợ em thì em cũng hơi xúc động. Thực ra cái tính của em này nó cũng hay hay lung tung thôi, chứ thật ra thì gia đình em thì vẫn là cái trên. Em cũng rất là hạnh phúc, rất là vui. Thật ra ở cái thời đại mà công nghệ hiện đại á, rồi người ta bằng dùng bằng nhắn tin, bằng Facebook á, thì cái lá thơ của bạn á, những cái dòng chữ viết bằng mực tím trên cái tờ giấy học trò, rồi qua cái giọng đọc chuyển dần của chồng bạn, tự nhiên tôi cảm thấy là không còn gì để mà khuyên các bạn nữa. Tại vì chắc chắn sau cái buổi hôm nay thì là chồng cũng sẽ hiểu vợ hơn rất nhiều. Và vợ cũng thấy rằng từ cái giọng đọc mà chuyển biến của chồng, bạn cảm nhận được là chồng bạn thương cái gia đình mà anh ấy đang có như thế nào. Rất mong là các bạn hạnh phúc. Em tên là Lê Nguyễn Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em hiện là nhân viên một công ty ở dưới Biên Hòa. Bây giờ hai vợ chồng đang ở dưới Biên Hòa luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và mọi người. Em tên Nguyễn Dương Kim Long, năm nay 25 tuổi, là nhân viên vận hành máy của một công ty ở Long Thành. Long và Như Ý là quen nhau là trong một cái trường hợp nào? Dạ cách đây 10 năm thì em là cô giáo chủ nhiệm của Long. Và chúng tôi rất là hào hứng với cặp vợ chồng của bạn. Dạ. Và tiếp tục. Em là dạy môn hóa cấp 3. Cấp 3? Dạ đúng rồi. Dạ. Là lớp mấy Long? Dạ lớp 11 anh. Dạ. Hồi đó thì Long nhỏ xíu anh. Anh ấy cứ sau giờ học trên lớp thì xưng là cô với trò, nhưng mà sau giờ học thì cứ ra thủ thỉ. Chị không à. Dạ. Em nói với trời hổn nha, cô chứ sao, cái nó thôi cô hơn em có mấy tuổi thôi, kêu chị cho thân. Cô có mấy tuổi à? Dạ thì tại em thấy mà lúc đó là không có biết tuổi của cô chưa, thì em đoán chừng cũng hai mấy là cùng. Em thấy còn trẻ dễ thương thì em kêu bằng chị thôi. Rồi sao nữa Long? Nhưng mà anh chị biết không, ra tâm sự tưởng gì, tâm sự chuyện em yêu đơn phương một bạn trong lớp. Dạ nói chung cứ tâm sự chuyện tình cảm không nè. Rồi sao? Thì em thấy cô dễ thương thì em nhờ tư vấn giùm em. Đó nhưng mà đó là thật hả? Dạ, đó là em nhờ thật chứ không phải là em kiếm cớ đúng không? Một phần của em kiếm cớ nữa, thì nhiều khi mà thấy cô rảnh cái là em xài cô tâm sự với cô cứ để là ra tư vấn kiếm cớ. Dạ. Thì lúc đó thấy cô cũng dễ thương thì mình cứ kiếm cô nói chuyện, riết nói chuyện hoài luôn. Cô tư vấn sao? Cô tư vấn. Dạ, thì cô tư vấn cô kêu thôi giờ em. Mà tiếc là em bé kia lại quen lại thích một
em ở trong lớp rồi à, à. Nên là em biết, thành ra là em mới nói thôi giờ học đi. Tại vì hai em kia là quen cũng lâu rồi à. Cứ mà đơn phương vậy thì nhiều khi học không chú tâm học nữa. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em đã để ý cô chưa? Nãy có chút gì thích cô em mới kiếm cô riết đi. Nhưng mà anh hỏi là lý do gì sao mà em thích cô? Thứ nhất là nó thấy cô cười dễ thương, người nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhưng mà lúc đó chị hỏi em là ý em có biết là bạn này thích em không? Dạ không ạ, à. Lúc đó nói chung là em ở cương vị cô em không có, dạ, không có để ý. Dạ đúng rồi, đúng em cứ nghĩ là học trò thì quý mến thầy cô là chuyện bình thường. Ấy. Thì lúc nào thì em mới cảm nhận được cái tình cảm mà Long dành? Dạ sau 6 năm thì lúc đó là tại vì em mới chia tay bạn trai. Dạ thì vô tình á, trong đội văn nghệ của công ty thì em diễn chung với lại một em. Thì em đó là bạn thân của Long. Dạ. Lúc đó xong rồi em mới hỏi nó là mày có làm chung với cái chị này ở trong công ty này không? Thì nó kêu là có. Cái đầu em mới gọi điện thoại cho vợ em. Em hỏi chị có rảnh không? Chị đi uống nước với em cà phê đi, lâu ngày không gặp. Lúc đó là bắt đầu là em với vợ em là đi chơi những ngày đầu rồi. Hẹn hò rồi Giáng sinh là cái giai đoạn này chuẩn bị yêu đó. Nhưng mà cái hôm mà đầu tiên mà đi chơi đi uống nước vậy đó. Dạ. Thì cái hôm đó là em có cảm nhận được là Long thích em không? Dạ không ạ. À. Dạ lần đầu tiên gặp lại á là họp lớp chị. Ấn tượng đầu tiên á là sau 6 năm gặp lại là em nhận không ra Long luôn. Dạ, hồi đó anh nhỏ xíu, giờ cao to với lại hồi xưa mặt láng. Dạ. Mỏng mặt. Rồi còn... lúc đó là vẫn xưng chị với em. Dạ đúng rồi, dạ vẫn xưng chị với em. Chị rất muốn biết cái buổi đầu tiên mà tụi em chuyển từ cái tình cảm bình thường á, dạ, sang cái tình yêu á, ai là cái người mà chủ động làm cái điều đó? Bữa đó đêm Giáng sinh hai đứa cũng ráng chạy lên này chơi à. Đang đi trên đường á thì anh này anh gợi ý là hay là em làm gấu của chị ha. Dạ tại hồi đó em nói là lạnh thì cần gấu và dạ, để đi chơi nọ. Em nói làm gấu nhưng mà làm theo hợp đồng nha. Tức là một năm. Dạ trong một năm để có người đi chơi lễ Tết hay gì cho vui vậy thôi ạ. Coi như một cái hợp đồng làm dạ, gấu. Dạ đúng rồi, dạ. Hợp nhưng mà thật sự lúc đó là em không có lúc em nghĩ gì hết. Dạ không nghĩ gì hết. Rồi lúc gia đình biết không? Dạ không. Gia đình hai bên chưa ai biết. Rồi, đến bao lâu thì gia đình hai bên biết? 6 tháng à. Dạ. 6 tháng. Nhưng mà trong vòng bí mật. Chắc chắn là gia đình của em sẽ phản đối. Rồi gia đình của em thì sao Long? Gia đình em thì ba mẹ em mới đầu cũng không có biết. Thì cứ sợ em bị người ta lợi dụng lừa này nọ thì bắt đầu cấm em. Nhưng mà lúc sau thì biết nó là cô giáo của em thì đã cho em chọn. Còn gia đình của em? Lúc mà em chỉ nói bóng gió thôi là em có quen một người nhỏ hơn á, là nhà cũng thôi kệ tại vì cứ nghĩ là em quen chơi vậy thôi chẳng tới đâu. Nhưng mà đến lúc mà em nói là em quen thật sự á thì không một ai đồng ý. Là đã vậy rồi còn biết là nhỏ tuổi rồi học trò cũ nữa thì lại càng phản đối. Tại sợ là em không có yêu thương vợ em. Dạ. Thì lại em... cái cảm xúc của em sao? Thì lúc đó em cũng buồn. Tại vì em yêu là em yêu và em thật lòng chứ không phải là em vụ lợi vấn đề gì hết. Thì lúc đó em cũng phải cố gắng để em lấy lòng bên ba mẹ vợ em. Bao lâu thì hai em mới lấy nhau được? Dạ 1.5 năm. Coi như nửa năm là núp lùm đó đúng không? Dạ đúng. Thế còn hai em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ mới 6 tháng ạ. 6 tháng ngồi quả son rồi. Rồi bây giờ sau khi mà đã cưới nhau về rồi thì em phát hiện ở chồng em có điều gì bất ngờ không? Rất là vô tư nha anh. Ví dụ đang đi với em, hỏi em khát nước không? Cái em nói khát. Cái rủ em vô quán nước, toàn là mấy em mặc đồ sexy phục vụ không anh. Đã vậy anh ấy mua cho em ly nước ra còn nói chứ chị thấy cô bé kia có dễ thương không? Cái em nói cũng được. Cái trời hồi nãy á hả? Cô ấy có cúi xuống lụm gì trời em thấy luôn á chị. Anh ấy vô tâm mà anh ấy trẻ mà. Trẻ còn giờ thì có thích gì? Dạ nó lớn hơn. Mới có nửa năm. Dạ đúng rồi, mới có nửa năm mà thời đó còn dạ. Trẻ là giờ rồi. Lớn dữ lắm rồi. Bây giờ hai chồng xưng hô nhau sao? Dạ giờ thì anh em ạ. Để hỏi anh vì anh chững chạc, anh chứng minh được cho bên gia đình bà xã là anh sẽ cưu mang cái gia đình của mình như thế nào chưa? Dạ thì bây giờ em xác định là em yêu thương vợ em thì em phải cố gắng từ cái công việc của em yêu thương và em lo chăm sóc lâu lâu hơi sai sót chút thôi. Thế còn ngoài cái chuyện đó ra còn dạ gì anh ấy rất là hậu đậu à. Đi hẹn với em mà coi như là thích mặt gì mặt quơ đại đến nỗi mặt nguyên áo thun trái ra chạy ra đường nãy giờ mà không biết. Dạ lần đó là em giận ơi là giận luôn. Xong rồi hả cái anh ấy năn nỉ, cái anh ấy từ anh ấy đưa cái tay ra anh ấy hoàng qua vai em thằng này ai về đang đưa giết chơi những cái chỏ trong mặt em luôn. Trời ơi thiệt tình mà. Dạ và đến giờ cũng vậy, nhiều khi mà hai vợ chồng gần nhau hay là anh ấy muốn khoác vai gì là hay chọt này chọt nọ vậy lúc chọt vô người hậu đậu trên mọi phương diện đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ ví dụ gần nhau ban đêm á thì có hậu đậu gì không? Lâu lâu thì
đánh giặt thì lúc đó em không biết. Có gì cô chó đem ngủ mớ dạ. Cô chó không? Lên gối rồi giật chỏ, nói chung là em bị đủ đó chị. 10 đêm là hết 8 đêm anh quýnh em rồi. Dạ. Trời ơi, trời ơi, bởi vì em nói nhỏ mà đã vậy. Đai đen nữa chị. Ủa đai đen hả? Trời ơi, bởi vậy trời. Trời ơi là trời. Em khổ tâm. Người em là cứ bị thương hoài là. Miệng tay anh gọi là tâm hơi tâm hết. Nãy giờ vợ kể xấu em rồi đó, em giờ kể xấu vợ đi. Hay cầm rầm với nói chung là nói nhiều lắm anh. Thì cứ nói lum la nữa. Nói lum la là nói cái gì trời? Khó chịu. Ví dụ? Ví dụ như công việc này em làm đi, nó ngắn gọn, đơn giản. Tới vợ em tham gia vô thì bắt đầu phải chia ly từng vấn đề này. Nói chung là bắt em phải theo cái khuôn của vợ em á. Em ví dụ tại sao em cầm rầm đó là không? Ví dụ như anh này anh quét nhà, cục rác từ bên này nó sẽ chuyển qua bên này. Dạ chứ nó không hề mất đi. Em mà quét là trời ra một hồn. Thành ra là em cứ nói hoài vậy đó dạ. Hiện tượng mà. Dạ. Nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ vật này. Dạ đó thì đó. Thế còn gì nữa không? Dạ rồi. Nóng tính, có quánh em nào không? Không quánh mà. Em mà karate đai đen đúng không? Dạ bây giờ đâu dám quánh. Vì sao mới nói là quánh mà? Lâu lâu hay quánh em á, lên gói em á. Nên em để bụng tối em lên gói lại đúng không? Đúng rồi. Anh hỏi nè, thế thì bây giờ hai em có dự định gì cho một cái tương lai? Dạ thì anh này được cái là làm bánh bông lan rất là ngon ạ. Bánh bông lan? Dạ đúng rồi dạ. Nhưng còn em dùng bánh bông lan để dụ vợ em. Thế có dụ phụ huynh không? Dạ có luôn, biếu ba mẹ của vợ em ăn nữa. Là ăn vô. Ủa sao mà em biết làm bánh hay vậy? Dạ em đó học của mẹ em. Dạ được cái là dạ mẹ chồng của bánh. Em là làm được nhiều bánh lắm ạ. Dạ mà làm rất là ngon. Dạ thành ra là anh ấy có học. Hai vợ chồng đang định là sẽ mở tiệm bánh. Nếu có điều kiện thì chắc tụi em cũng sẽ mở cái, nhưng mà giờ thì tụi em đang định bán online chứ còn chưa có đủ điều kiện để mà mở một cái tiệm chỉnh chu. Thì chừng nào mà có bán định bán online thì nhớ cho anh địa chỉ nghe, anh đặt hàng. Anh sẽ đặt từ Sài Gòn lên tới Biên Hòa mang xuống cho anh một cái. Rồi bây giờ em muốn ông xã em sắp tới sẽ có những cái thay đổi gì? Bớt vô tâm hơn và biết lo cho vợ nhiều cái hơn. Từ hồi mà quen nhau đến bây giờ là không hề có lời tỏ tình với em, không hề có lời cầu hôn. Tất cả mọi việc là đều là em gợi ý hết. Rồi nhiều khi em cũng phải chỉ là về nói với ba mẹ chồng sao cho khéo, rồi bên nhà em sao dạ vậy đó. Nói chung là anh ấy ít có nghĩ ra được dạ. Có nghĩa là đó giờ là em chưa có thể hiện một cái hành động tỏ tình, ngay cả cái chuyện cầu hôn cũng là nếu có thì cũng là trên cái sự gợi ý của vợ em. Dạ. Thế thì hôm nay em có muốn chồng em có một cái hành động yêu thương với em, và bản thân em có muốn thể hiện hành động đó không? Dạ muốn. Em sẽ yêu thương anh suốt đời nha vợ. Còn anh? Mãi yêu em, vợ của anh. Anh dễ thương quá à. Nói nghe nè, với cái gia đình của hai bạn á thì tôi chỉ có một cái lời gọi là chia sẻ một chút xíu như vậy nè. Thực ra trong cái tình yêu á, cái tuổi tác á không có làm một cái vấn đề gì hết. Dạ. Và tôi nghĩ rằng á là khi mình đã lấy nhau rồi đó, bạn phải để cho ông xã của bạn á phải làm đúng cái trách nhiệm của một người chồng. Tôi biết là nếu như bạn tập cho anh ấy sẽ rất là khó. Ví dụ như việc nhà cửa, hoặc là anh phải tự định hướng hôm nay sẽ làm gì, đi đâu hay là như nào đó, thì một thời gian đầu khi tập cái điều đó bạn sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà tôi nghĩ là bạn phải nên giao cái trách nhiệm đó cho anh, để cho anh quen đi sau này anh còn làm cha. Dạ. Đó rồi là còn quyết định cho tương lai trong cái gia đình của mình. Chúc cho Như Ý cũng như là Kim Long mau chóng có một cái tin vui, một em bé kháu khỉnh. Nếu được cho tôi chúc luôn hai chồng sinh đôi luôn, một nam một nữ. Dạ. Nhận được lì xì vui không? Dạ vui. Năm nào cũng được nhận lì xì đúng không? Đâu, bây giờ mình lớn rồi mình đâu được nhận lì xì nữa, cho nên là lâu lâu mà mình nhận được mình rất là vui luôn á. Có không? Ví dụ như năm rồi, năm kia, năm kia có được nhận lì xì không nè? Dạ có. Tại biết sao? Nhưng mà chồng con có lì xì cho con mỗi năm không? Dạ mới lì xì năm ngoái à. Vậy hả? Tức là mới lấy nhau năm ngoái hả? Hay sao? Dạ con mới lấy nhau hồi tháng 9. Như vậy là Tết được lì xì, nhưng mà lúc yêu á có lì xì không? Dạ. Có, diễn viên phải lấy lòng người đẹp mà. Chị biết sao mà em nói năm nào cô ấy mà lì xì không? Tại vì nhìn cô bé giống như là một em bé vậy. Nhìn cái gương mặt rất là trẻ thơ. Đúng không? Nhìn rất là baby, cho nên là cái việc mà baby này được nhận lì xì từ các người lớn, từ những người bạn, đó là chuyện bình thường, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Bắt đầu câu chuyện nha. Không có gì trầm trọng lắm đâu. Đầu năm mới chúng ta phải nói những gì cho thật vui đúng không? Rồi bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Hai đứa quen nhau sao nè? Hai đứa giới thiệu tên mình chứ. Chưa giới thiệu luôn. Chú có quà một cái là cái chú bị rối luôn. Rối luôn. Rồi, mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí? Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ, con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi, mời con.
À, dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. À, dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. À, dạ, content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Thí dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok dạ. Con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. À. Dạ. Rồi. À, rồi, bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ lắm mấy chú, là cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý hai cái chú. Cái xong cái về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. À vậy dạ. Đó hả? Hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. content rồi. Dạ. Và con tới để mà con review dạ. cái nhà hàng của anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ không, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ con hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi đó là có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó. Là con, cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả. Là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở một nhà bữa tiệc. Của một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Nói nghe nè, cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy đã giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn dạ. đứa là ở không. Thì đó. Nó ở không đó. Mà ở không mà chạy mô tô. Đó. Hả? Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là con nhớ cái mô tô thôi đúng dạ, không? Dạ đúng, con đúng nhớ con chỉ nhớ cái xe là... Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô, rồi sau đó cô mới nhìn người. Tại vì cái mô tô nó bự quá. Bự mà những cái tiếng nó bự chị mà. Sợ lắm. Nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Nó nghe nè. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào cũng lên cũng đông lắm. Mà dịch là đúng dịch rồi. Dạ. Tại vì ổng dẹp luôn đúng dạ, không? Đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Trời, không còn lắm. Một cái gì mà có thể mà qua nó giật, được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn. Tới giờ đó. Cặp đôi mà trước dạ. con nè. Dạ. Rồi nó nghe nè. Rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi. Kìa lướt con kìa, dạ. lướt con kìa. Hả? Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều. Hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, bạn ấy lúc đã làm việc xong rồi. Review cho quán con á. Ừ thì dạ. là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau. Chắc là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Dạo đó phải không? Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon của con rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Con thả icon gì vậy? Trái tim. Con tự nhiên người ta đang buồn mà tự nhiên cái ha ha nội ơi. Thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Là con thả rồi, nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha ha mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy sao? Dạ cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con thả ha. Ha ha cái gì? Cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á đúng không? Kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con
con một mình hay là con vẫn dạ, đang quen? Dạ không, con lúc đó con một mình rồi, lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Cái bạn này hả? Dạ. Ủa thiệt không? Sao con biết? Mở quyền. Sao con biết bạn mến con trước? Bạn nói thích con trước, nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con. Khoan, xới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ sao? Con hỏi cô chú nha, hai đứa nói chuyện thì con thấy là thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Hay dạ đúng rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua hay mua quà tặng tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm cho mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ông hỏi sao? Ông hỏi sao? Thì hỏi là lúc anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta, rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao, nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ cổng lóc vậy hả? Lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Vấp, chở về một vòng lại Gò Vấp lại cái không. Sao trả lời vậy đó? Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào. Mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không, no no vậy hả? Không, dạ, không là no no đúng không? Đúng rồi. Xem cười no no thì chả bất ngờ. Trời ơi. Em không? Trời ơi chị đánh giận tiếng Anh ngộ ghê vậy á. Đúng không con? Không là no no đúng không? Đúng rồi, đúng đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô kiểu là sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu cái nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ, con sợ là con đúng rồi, con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới ngại chứ mới sợ. Dạ, là ngại đó. Rồi là không. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi mà hỏi coi như thẳng thắn trên. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng vậy đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Dạ. Rồi sao? Có nghĩa là tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bán này bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng ấy. Rồi. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn đúng không? Thiếu thốn. Chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thực ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đời này kia nọ đúng không? Đúng dạ. Em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó dạ. Mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều cũng mua đồ qua cho ăn cái thứ rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua con đồ cũng là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con vẫn xuống con lấy như bình thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như rồi, vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có. À, cũng có sao được, nhỏ xinh vậy quá xinh với lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có. Sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con mới tấn công lần lần đúng không? Đó. Dạ. Rồi sao nè? Rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn.
Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy á? Dạ. Nơi đâu? Anh chỉ đến em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn, tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Không, lúc sai. Dạ con nói vậy luôn, con hỏi vậy. Thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chàng cô vậy đó. Lúc ổng thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi rồi con mới đúng rồi tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy hả? Tại vì lúc đó là con chưa cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng luôn nè. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ ổng rủ con đi nhậu. Kì thôi anh với em đi nhậu đi. Cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về. Chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái tự nhiên cái con lên con dắt lên phòng. Cái con đi vô con đi vệ sinh cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn. Nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ. Kêu tự nhiên cái con lớn con lên nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn. Cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay con nói ủa ông này ông xỉn thiệt đó ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con đó, chỉ hung thôi luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Ủa như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt. Xỉn thiệt là... thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Ừ cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu cái con ngủ luôn. Con ngủ luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc đó con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết. Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu như tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy con nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới là tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới 3 tháng. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Dạ. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay. Có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó cô chú. Nên là thì con ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi. Là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook. Cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó ngộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly cái bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ cô. Thì tiêm mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ gì hết, đút cái chỉ lên là xong rồi. Là con tranh thủ làm. Dạ. Rồi sao lúc đó? Kiểu lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Bạn không có nói cô. Cái con mới gửi tấm hình qua. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tiêm này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chia có vô chứ. Em đi tìm chúng ta. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Ngày. Dạ tại vì qua làm quê. Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nhiên. Nói cho rõ ràng cho dạ, không? Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con kêu qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ làm sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu như bạn cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lát cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Tại bạn kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ con hỏi thiệt con nè, giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không?
Dạ cái này nó tan, nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ, đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó cái mũi con sao? Dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung, cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn liền làm. Dạ thì đó. Nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó, chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mà. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói chồng con là em mới được bút định hình môi. Con đâu dám nói tiêm đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tiêm lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tiêm cái này là tiêm tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tim cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tim tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự nhiên. Dạ con thích cái bình thường. Tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà. Dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. À bây giờ tôi chú hỏi nè. Có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết, nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha, là ví dụ con muốn là ở sinh nhật con anh làm gì vậy nè là anh sẽ làm theo, thì dạ, thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao, có lặng dạ không? Cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi, nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới giờ cũng là lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bàn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok, okay cái qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu đồ xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em vậy giỡn dục tư dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng hả? Đây, dạ mới 3 tháng. Dạ. 12. 12 mới có 3 tháng, dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng 5. Thì 4 tháng sau là đám cưới đó. Dạ. Đó. Trời, con hỏi ổng nữa, ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới, nhưng mà con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì có khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Mày tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Trời ơi, nó giàu lắm, lỗ tai, lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Cái là chị nhìn cái trán trắng rồi. Thôi con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó, rồi. Mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nói, này, tới cái phần không, kia đi chị ơi. Đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ. Hai đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi hết? Cũng đã hơi. Dạ, lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Bây giờ ai kể trước đây? Kể trước. Chồng của con là cô nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu: "Ê em. Kiểu thương nhau quá trời em ha." Cái tự nhiên cứ nói con áo con vậy: "Ờ em, người ta kìa. Trời thương nhau quá trời em ơi." Ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu. Hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra dẻ đó. Cái mặt rất là sân si. Dạ. Đúng rồi. Con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Có nghĩa là bạn rất bên ổng rất sân si đúng không? Rồi tiếp tục. Sao ta? Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có. Là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng con là không có biết ăn mặc rồi mập vậy đó, mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy cái bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết xì tay gì nữa. Không có mặc body đâu. Cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dù mình đi ra đường hay gì đó thì đó, thì chắc vậy thôi quá. Chắc tật xấu quá vậy thôi. Vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới... Nói nghe nè. Ví dụ con á, bây giờ vẫn là một hot TikToker, một người nổi tiếng trên mạng, đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Dạ. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment.
Thì thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó, không có ghen đó chị. Không có ghen, trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị vô trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con, thôi kệ anh muốn trả lời vậy. Ví dụ như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ông vô ông sẽ comment lại: thay mặt chồng em cảm ơn anh. Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi. Ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô, thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài. Thì cũng kiểu thân thân vậy mà. Ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi, bắt đầu hung con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ông sát chứng tỏ cho. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha quý vị. Đó bà già. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con. Giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói, là con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Rồi. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới về thì nhiều lắm chú. Kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh mà ngộ lắm. Mà trước giờ con không thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên. Nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi. Mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong, cái bà đi đâu một vòng con quay lại: ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây? Cái con kêu: em mới kêu anh làm như vậy luôn. Mà nói, không có, em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ. Đó là kiểu vậy luôn. Hay quên mà luôn mà tỏ ra mình là nhớ đúng. Dạ. Tưởng như là bệnh nặng. Hay quên. Tưởng như mình là người nhớ đúng. Luôn nhớ. Ừ dạ. Hoặc là nhớ đúng. Chết cha. Cái này hơi bị khó đó con, nó dạ. Phải là như là nó dạ. Trong là bệnh lý rồi. Nó bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mình quay, tại không quay lại nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè. Phòng khách là hai đó, nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên gì đó là... Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Đó, để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè. Với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu là giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi. Cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Đó là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi. Thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy. Cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là: ủa mà em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa? Sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, con không nhớ. Vậy làm sao? Con không nhớ rồi, đúng rồi. Con được. Thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên em dạy ăn bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Vậy bánh canh qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi? Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có mướn cái cô á cổ giúp việc cho con á. Rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ, với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà á. Ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ ẹc à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng dở nấu cơm. Mẹ con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó là... Sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết rồi đó. Mẹ con dậy con rửa chén rồi. Nói chung là bà ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm. Con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Dạ cái con... gì nồi cơm điện mà con cắm sống được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được con... lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa. Ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc vợ mẹ chồng con mới biết á là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm. Cái con cắm cơm xong rồi lên rồi ngủ tới trưa.
cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về, mẹ chồng con mới lại nói con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm nồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ ba mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm dạ, là có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, nó lộn nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? À, mẹ con á mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi, bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước nhìn sau, nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới. Chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Dạ. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không, thường á tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm. Dạ. Vui và hạnh phúc lắm luôn, rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á, thì sợ hãi cái chuyện. Dạ. Hạnh phúc của tụi con đó. Dạ. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không. Dạ. Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Dạ. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa đúng không. Dạ. Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được, những cái lúc mà mẹ nấu á. Dạ. mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình. Dạ. Mà mình lại vừa một công đôi chuyện. Ừ. Lấy điểm với mẹ nữa. Dạ. Đúng không. Ừ. Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc lắm. Dạ, ok. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ cái mẹ kia là con phụ mẹ không được, không mấy con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chèo nữa. Mẹ có nói mẹ vậy á. Lắm á. Ừ. Dạ. Con cứ lụm rau lụm dưa này kia nọ rồi xong nghĩ nghĩ coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào. Dạ. Này kia nọ mình học được cho riêng bản thân. Dạ. Mình nha. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi. Còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Dạ. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Nghe. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi xin cảm ơn hai. Dạ, vợ chồng ha. Dạ.